Ông này ông trả lời kiểu 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 đứt kiểu đôi nhỉ? kiểu ra hoa hậu thân thiện này không được. Em nói thật. Tham gia lộ cuộc thi rồi, đây đâu phải cuộc thi Nam Vương đâu. Dạ vâng, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Đinh Mạnh Ninh và anh Châu Đăng Khoa. Em là Minh Đinh, hôm nay em sẽ gửi đến hai anh và tất cả các bạn một bài hát. Bài hát này em viết về một chuyện có thực của em, chuyện yêu xa. Bài hát mang tựa đề là 7711. Nó là khoảng cách mà giữa hai người từ Hà Nội và Melbourne bên Úc. Là nó 7711 km hả? Chính xác ạ. Mời em. Nên buông cơn mưa rào, vào phòng anh làm ướt gối thay cho lời chào. Chuyện mình mới xanh, nhưng sao em vội vàng. Ai từng bảo tình đẹp nhất là tình dở dang. Chỉ gặp nhau trong giấc mơ, vì khác nhau múi giờ. Đêm sao được nỗi nhớ, đêm sao được mong chờ. Tặng em đóa hoa, cùng vài ba món quà. Vì giờ em đã bay về nơi xa, anh ngỡ là em nhớ nhà. Từng dòng tin em không nỡ xa, năm tháng dài đợi chờ liệu là sai. Và giờ anh biết em đang trong tay ai. Nên buông cơn mưa rào, vào phòng anh làm ướt gối thay cho lời chào. Chuyện mình mới xanh, nhưng sao em vội vàng. Ai từng bảo tình đẹp nhất là tình dở dang. Chỉ gặp nhau trong giấc mơ, vì khác nhau múi giờ. Đêm sao được nỗi nhớ, đêm sao được mong chờ. Tặng em đóa hoa, cùng vài ba món quà. Vì giờ em đã bay về nơi xa, anh ngỡ là em nhớ nhà. Từng dòng tin em không nỡ xa, năm tháng dài đợi chờ liệu là sai. Và giờ anh biết em đang trong tay ai. Yeah, ai, yeah, ai. Và giờ anh biết em đang trong tay ai. Yeah, ai, yeah, ai. Ánh mắt ấy có nắng khi em cười hàng đêm. Tặng một khúc ca khi mắt anh ướt nhòa. Vì giờ em đã bay về nơi xa, anh ngỡ là em nhớ nhà. Từng dòng tin em không nỡ xa, năm tháng dài đợi chờ liệu là sai. Anh ngỡ là em nhớ nhà. Từng dòng tin em không nỡ xa, năm tháng dài đợi chờ liệu là sai. Và giờ anh biết em đang trong tay ai. À, ai, à, 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 ai, 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 ạ? Ai, 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 à, à, ai. Đúng là em là vẫn không có làm anh thất vọng về cái phần viết ca từ. Thật sự luôn là em viết lyric nó rất là hay luôn. Chơi chữ. Và đến ngày hôm nay sau khi nghe thêm ở cái vòng này nữa, anh càng khẳng định nó cái điều đó. Có nghĩa là anh rất an tâm về cái phần lyric khi mà nói với em. Biết đâu tương lai anh em mình lại hợp tác thì sao, hiểu không? Tuyệt vời của anh ạ. Nhưng mà em đang có một cái vấn đề ở đây là cái phần giai điệu của em thì nó chưa có được tương xứng. Cái giai điệu của em á, nghe từ bài vòng trước tới vòng này thì cứ bài nó rất là đơn điệu luôn. Cái đoạn chorus của bài này nè, nó chưa đủ sức nặng để làm một đoạn điệp khúc. Đúng rồi, về phần điệp khúc thì anh đồng ý với anh Khoa. Nhưng mà về phần giai điệu trong cái phần này của em ấy thì anh thấy rằng nó có cá tính của em. Từ cái bài trước em hát đến bài này, anh có cảm giác là em không thích giai điệu của mình nó dễ đoán. Anh nghĩ ở đây là cái cá tính của em chứ không phải là không, nhiều khi là muốn mà làm không được chứ. Hả? Ý là muốn làm cho cái giai điệu của mình nó màu sắc hơn
nó bắt tai hơn, nhưng không, mà không hẳn anh có cảm giác chế ở cái chỗ đó. Em có suy nghĩ của em, nhưng anh có cảm giác của anh là bạn này bạn thích kiểu giai điệu kiểu như thế. Rồi vậy em trả lời đây, là do em thích như vậy hay là em muốn mà khác mà em làm khác không được? Em nghĩ là cả hai ý kiến của hai anh đều đúng. Đấy, em cũng muốn làm nhiều kiểu khác nữa hơn, và em cũng muốn là nó cũng không dễ đoán, em muốn đột phá hơn thế. Em nghĩ là pha trộn cả hai ý kiến của hai anh luôn đều đúng ạ. Ông này ông trả lời kiểu hoa hậu thân thiện này không được. Em nói thật, ông tham gia lộ cuộc thi rồi, đây đâu phải cuộc thi Nam Vương đâu. Nhưng mà nói chung bài này anh cũng thích. Chúc mừng em. Cảm ơn em nhiều. Vâng, em cảm ơn cả hai anh ạ. Nếu mà được vào tiếp vòng tiếp theo thì chắc chắn mình sẽ có những cái sản phẩm khác bứt phá hơn. Vì mình cũng thừa nhận ở buổi hôm trước mình nói là mình có rất nhiều các thể loại âm nhạc đa dạng, nên là chả tội gì mà cứ, mình nghĩ là chương trình cũng thích và khán giả cũng thích cái sự đa dạng từ một nghệ sĩ khi tham gia một chương trình như này, nên là mình khá tự tin với điều đó. VP Bank Neo, ngân hàng số toàn năng, lướt chung nhịp sống, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.